Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của VC Minh. Xin giới thiệu các bạn, đây là cái kiện hàng mình vừa mới nhận được các bạn nhé. Đây là một cái phụ kiện theo như bình thường thì nó không mang nhiều hiệu năng của PC lắm, thế nhưng mà nó lại đến từ một nhà sản xuất rất là đặc biệt các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn này, đó chính là G-Skill. Nghe đến G-Skill thì các bạn có thể nghĩ ngay nó là RAM phải không các bạn? Thế nhưng mà đây là một bộ phụ kiện rất khác của G-Skill các bạn nhé. Mới nhé, rất mới. Và có lẽ mình là người Việt Nam đầu tiên có cái bộ phụ kiện này, tính đến thời điểm hiện tại các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ mở hộp để xem bên trong em nó là gì nhá. Xem bên trong nó là cái gì ạ. Đấy, một hộp, hình như còn một hộp nữa. Đúng rồi, hai hộp các bạn nhé. Chúng ta sẽ có hai hộp này. Đấy, các bạn biết là gì không? Để mình mở hộp tiếp cho các bạn xem nhé. Ok, chúng ta có hai hộp ở đây các bạn nhé. Cái này chính là bộ keycap đến từ G-Skill, bộ keycap mới nhất mà G-Skill vừa cho ra mắt, có cái tên là Crystal Crown Keycap các bạn nhé. Mình có cả hai phiên bản, màu trắng và màu đen. Và chúng ta sẽ có một số cái thông số cơ bản ở phía dưới này. Đó chính là Clear Transfer Design, tức là cái phần trong, cái phần nó có cái phần nhựa trong để xuyên sáng này, đọc tốt này, MX Style này. Và tiêu chuẩn là 104 phím các bạn nhé. Đấy, hai màu luôn. Là chúng ta sẽ mở ra xem bên trong nó như nào nhé. Trời ơi, nhân vật chính của chúng ta đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ có ba miếng này các bạn này. Đấy, được tặng thêm một cái để nhổ keycap này các bạn nhé. Cái này là hút chân không này, dính kẹt vào đây. Chúng ta sẽ mở lốt cái màu trắng này ra xem như nào. Một bên là màu trắng, một bên là màu đen. Các bạn thích màu nào hơn? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem cái keycap này nó như nào các bạn nhé. Đấy, keycap của chúng ta đây các bạn nhé. Đấy, cái này chúng ta sẽ có hai phần này các bạn này. Phần dưới là nhựa trong suốt này, phần trên là phần mà màu này. Đấy, hai phần này là hai phần tách biệt nhau các bạn nhé. Đây, hai phần này là hai phần tách biệt nhau các bạn nhé. Đấy, nó cái phần bên trên là phần màu đen này, được gắn xuống cái phần chụp trong ở phía dưới này, để mình lấy cái màu trắng xem nó có giống như vậy không. Sẽ cái màu trắng ở đâu nhỉ? Đây. À, cái này khác phím rồi. Cái này là bản phím ngoài các bạn nhé. À, đấy, phần màu trắng, cái phiên bản màu trắng nó sẽ khác nhé, nó không có cái đường viền này. Đấy, cái màu trắng này là nó trắng đặc luôn, nó chỉ hở ở cái phần xuyên sáng ở phần chữ thôi, chứ nó không có cái vòng ba bên cạnh. Phần màu đen nó sẽ có vòng ba bên cạnh các bạn nhé. Và nó cũng được cấu tạo bằng hai phần, một phần nhựa trong và phần nhựa thường. Cầm trên tay này, những cái cáp này khá là dày dặn các bạn nhé. Đấy, và phần nét xuyên sáng này thì chắc là rất phù hợp với bạn nào mà thích về phần màu mè các bạn nhé. Nói chung là bộ keycap này mình thấy thì giá nó cũng khá, giá thành nó khá là rẻ, đâu đó tầm khoảng 20 đô cho một bộ như này, 600-700 nghìn. Với người bình thường thì hơi đắt, nhưng với bạn nào mà chuyên về chơi keycap thì giá nó cũng bình thường. Còn với 600 nghìn thì chúng ta nhiều khi đã được cả một bộ bàn phím cơ khác rồi. Đó, và mình có tìm hiểu được thì cái phần keycap này, thì cái phần đen phía trên này này, phần đen phía trên này, phần màu phía trên này được làm bằng nhựa ABS các bạn nhé. Còn cái phần trắng ở dưới này được làm bằng nhựa PC. Đó, thì đấy là mình tìm hiểu được như vậy, vì cái thông tin của cái sản phẩm này nó cũng ít và nó cũng là sản phẩm mới đấy, cũng chưa có nhiều thông tin về nó các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ thay thử nó vào để xem trông nó có đẹp không các bạn nhé. Ok, rồi đây các bạn nhé, mình đã thay xong bộ keycap của chúng ta. Đấy, các bạn ngắm lại. Đấy, bộ keycap trong suốt, nhìn rõ cả switch luôn các bạn nhé. Đấy, rất phù hợp với bạn nào thích màu mè. Và sau khi thay xong thì nó phát sinh một số vấn đề. Đó chính là nó có một số cái keycap này, cái kích thước của nó không phù hợp với cái con K70 của mình. Chắc là nó phù hợp với những cái phiên bản bàn phím nó có cái style nhỏ hơn so với của mình. Của mình nó bàn phím nó to quá, đây một số cái keycap này nó không vừa.
ví dụ như cái con cà chua này, à, nó bé hơn cái bản gốc đấy, nó bé hơn này, khiến cho việc lắp ráp nó không vừa luôn đấy, cũng còn rất là nhiều phím khác không vừa nữa. Và sau khi lắp ráp thì mình thấy cái chất lượng hoàn thiện của cái keycap này có thể nói là ở cái mức tốt các bạn nhé. Độ trong cũng khá là ngon luôn, và cái độ liền lạc rất là ok các bạn nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem màu của nó đẹp như thế nào các bạn nhé. Chúng ta sẽ bật thử xem sao. Chúng ta sẽ bắt đầu nha. 3, 2, 1. Đấy. Phần bàn phím bên này này, ở trong suốt ấy, thế đâm là ánh sáng nó xuyên qua khá là nhiều, nó giống như hẳn một cái vệt màu của chúng ta chạy dài từ bên này sang bên này. Còn bên này này, bên này là bàn phím cũ, nó không xuyên sáng ấy, để nó tối hơn, nó chỉ có ánh đèn ánh sáng nó hơi lát lên cho vừa đủ nhìn. Nhưng cái này thì màu mè rực luôn, giống như một dải màu chạy luôn. Nhưng có điều là cái này thì nhìn hơi chói mắt vào ban đêm các bạn nhá. Sáng đèn lên này các bạn nhìn nó rõ hơn em nó này. Đó, bàn phím thực ra là cái phần xuyên sáng này nhìn khá là sắc nét các bạn nhé, và rõ chữ đấy. Đấy. Đọc nhưng mà nói chung là nó vẫn lóa hơn so với phần bên này các bạn, bởi vì cái ánh sáng nó xuyên qua cái phần trong suốt của bàn phím nó lớn quá ấy, khiến cho cái phần keycap này nhiều lúc chúng ta nhìn chữ nó hơi bị lóa một tí các bạn. Ok rồi đây các bạn nhé, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang gõ thử một đoạn văn bản để xem cái keycap mới này thì cảm giác bấm nó sẽ như thế nào. Thì đây là lần đầu tiên mình thử keycap của Rescue. Thì sau khi mình gõ một đoạn ngắn thì mình cảm giác là cái keycap này ấy hơi bị chắc luôn các bạn nhé. Cái keycap này, cái phần chóp này, cái phần chúng ta để tay ở đây này, nó hơi nhỏ một tí so với cái tay của mình, nên là mình nhá, cảm giác bấm nó có vẻ hơi lọt một chút. Cái này chắc là phù hợp với bạn nào tay nhỏ, thì cái đầu ngón tay nhỏ chứ không phải tay nhỏ nhá. Tay mình thì bé thôi, nhưng mà cái ngón tay nó rất là to, nên là bấm nhiều lúc cảm giác nó hơi bị lọt một chút xíu. Và các bạn chiêm ngưỡng lại cái phần màu sắc của em nó này. Đấy, rất là nổi bật luôn, đẹp long lanh. Đang bên này đang sáng rực, sang đây thì nó tối hơn, nhưng nó có điểm nhấn hơn. Mình thích cái này, đó, cái gì đó nó vừa phải thôi, chứ nó sáng lóa như này thì hơi bị lóa mắt. Nó phù hợp với bạn nào thích có một cái gì đó nó sáng sủa và nó nổi bật thì cái này nó sẽ phù hợp hơn là cái phần bên này. Đấy, và đây là cái lần đầu tiên mà Skill làm keycap. Các bạn cảm nhận thế nào về bộ keycap này thì cho mình xin ý kiến ở phần comment phía dưới các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.